về Việt Nam. Thế cho nên là hôm nay tôi xin mời chị Tượng lên đây có thể phát biểu trước cảm tưởng trong thời gian qua đã đi truyền giáo cùng đoàn. Những kinh nghiệm, những ơn phước mà chị đã nhận lãnh để mà chị chứng kiến quyền phép của Chúa nhiều hơn anh chị em đây, đã chứng kiến sự chữa lành, sự giải cứu rất nhiều ở tại Singapore, và những ngày qua chị đã là người gọi là quan sát viên trực tiếp đã thấy được rất nhiều những quyền phép của Chúa. Nhưng mà mời Phượng lên lập chứng phát biểu một chút về ơn phước của Chúa. Chiếc xích này đây. Tôi cảm ơn Chúa vì chưa được dự phòng trong công tác truyền giáo cùng với đoàn sư Bắc cùng với anh em. Và tôi cảm ơn Chúa với ân điển của Chúa để cho con được đứng ở đây cùng làm việc và cùng chia sẻ tình yêu của Chúa với anh chị em. Cảm ơn Chúa vì những ngày tôi đi và tôi cũng học hỏi rất là nhiều điều, đó là tinh thần của sự thờ phượng và tinh thần của anh chị em đến với Chúa ở tại Singapore. Cũng như khi tôi đến đây thì tôi rất vui được gặp lại những anh em người miền Việt Nam của chúng ta tại trên đất Malaysia. Tôi cũng rất vui khi nhìn thấy được anh em mình được nhận sự chữa lành đến từ nơi Chúa. Đó, điều đó là tôi cảm thấy vui nhất. Và tôi cảm ơn Chúa tôi được đứng lên đây, đó là của ân điển. Tại khi tôi ở nhà trong hội thánh là tôi thường nói trong nhóm nhỏ, tôi rất là ngại đứng ở trên bục giảng, tại vì tôi rất là ngại ngùng. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho tôi chiến thắng khi sợ hãi và được đứng lên. Tôi rất ao rằng không những chuyến này mà tôi còn có cơ hội để được học vì Chúa với các bạn trên những dịp nào đó thì theo sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng tầm tôi ước ao rằng tôi được học vì Chúa, dù ở đâu tôi cũng là tôi tớ của Chúa. Điều thứ hai nữa là tôi cảm ơn Chúa vì tôi nhìn thấy được sự tươi mới của anh em và cái lòng khát khao. Tôi thấy được là khi anh em nghe tới mục sư đến, mà anh em có những anh em đã hy sinh công việc làm của mình và đến để nghe và học về cách chữa lành và được giải cứu, đó là điều tốt. Và dù thế nào nữa là tôi cũng cảm ơn anh chị em đã cũng nhất là trong cái đầu mục sư đã cùng hỗ trợ tôi để tham gia, mặc dù là không suốt trên chuyến đường, nhưng mà mặc dù được phân nửa thôi, nhưng tại ơn Chúa gì dù ít hay nhiều tôi cũng cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa quá lớn dành cho tôi. Tôi sẽ bay về Việt Nam. Tôi cũng muốn mọi người cũng nhớ và cầu nguyện cho tôi để tôi không biết tiếng và ngày mai đi ra đó không biết là phải như thế nào. Nhưng tôi chỉ biết một điều là nếu Đức Chúa Trời giúp chúng ta thì không ai có thể chống chúng ta được. Thì tôi chỉ biết điều đó thôi. Và tôi tin một điều nữa là Chúa hứa với tôi khi tôi bước vào đất nước mà các thế giới này không hề biết một tiếng ngoại ngữ, nhưng mà tôi chỉ biết một điều là trong Thi Thiên đoạn 4 Chúa nói rằng Đức Chúa Trời để ghi một người nhân đức cho tôi. Và tôi nhận lãnh điều đó và tôi bước đi. Hôm nay tôi cũng ra về và tôi cũng nhận lãnh điều này để tôi ra về để tôi gây dựng chính mình và gây dựng những người mà tôi quen biết. Amen. Cuối cùng tôi cảm ơn sư Bách cũng như Lực và các chị em đã giúp tôi để tôi được đứng đây và ngày mai tôi ra về vì mọi người cũng còn nhìn cho tôi. Amen. Ông Chúa, cho dù ở vị trí nào trong hội thánh của Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là chúng ta sẵn sàng dâng đời sống mình hầu việc Ngài. Xin Chúa ban phước cho Phượng và tất cả giơ tay lên, tôi xin phép để cầu nguyện cho Phượng. Ôi lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, con xin Chúa ở cùng đồng hành và ban phước trên người chị em con là Phượng. Xin Chúa sai thiên sứ đồng đi bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, trên đầu, dưới chân, bảo vệ Phượng 24/24 từ nay khi Phượng gặp Chúa. Và tất cả những gì mà Phượng đã nhận lãnh được trong thời gian vừa qua, ơn phước lớn lao từ nơi Chúa, xin Chúa sử dụng người chị em một cách đặc biệt đi trong phương diện chữa lành, làm chứng chữa lành và giải cứu cho những người nào mà Phượng phải đến, nơi nào bước chân của Phượng đến đặt lên thì vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng. Amen. Nơi nào bàn tay của Phượng đặt lên và công bố trong danh đại quyền năng của Chúa Giêsu thì ngay lập tức mọi bệnh tật nó phải thối lui khỏi. Và nơi nào khi môi miệng của Phượng công bố trong danh đại quyền đại năng của Chúa Giêsu Nazareth mà đuổi thì tất cả ma quỷ nó phải thối lui ra khỏi. Amen. Và sự vinh hiển của Chúa sẽ được bày tỏ trên đời sống của Phượng
và những người mà Phượng gặp trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Mấy món thức ăn chưa ăn được. Khi nào vậy? Tối đây có gì? Còn tối nay mà. À, không có được ăn cá chiên tối nay đúng không nhỉ? Cảm ơn Chúa. Ok, ok. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Nhưng mà tôi muốn như là tôi có nghe nói về các phép lạ mà Chúa làm, nhưng mà không có hưởng cái lẽ này bên đây. Tôi nghe chút gì đó, nhưng mà giờ cũng có thể lên. Lát nữa chúng ta sẽ có thể, còn thời gian chúng ta sẽ làm cái đó. Ok. Yeah. Ok, xin phép tất cả chúng ta cùng đến với lời Chúa nha.